Xin chào anh em, trong video này thì mình sẽ chân tay giới thiệu với anh em cái chiếc laptop HP EliteBook X360 10040G7. Đây là cái chiếc laptop dành cho doanh nghiệp hay là những doanh nhân cao cấp, và nó là thế hệ thứ 7, là mới nhất với những cái nâng cấp về thiết kế cũng như là những cái nâng cấp về cấu hình. Chi tiết hơn thì sau đây ha. Nhắc tới cái dòng EliteBook thì chắc nhiều anh em đã biết, thì đây là một cái dòng laptop doanh nghiệp cao cấp của HP đó. Thì dòng máy này đã có từ rất là lâu rồi, xa xưa lắm, là từ cái dòng Business Notebook và bây giờ là EliteBook. Và cái thiết kế của cái dòng máy này thì anh em cũng thấy đó, nó đã không còn dày nạt như là hồi xưa nữa, và nó đã trở thành những cái chiếc máy dạng Ultrabook rất là mỏng nhẹ, và không chỉ là đáp ứng tối công việc mà nó còn phải đáp ứng được yếu tố về thời trang cũng như là về độ bền. Thì cái chiếc EliteBook X360 này, thì cái dòng X360 tức là cái dòng có cái màn hình xoay 360 độ dạng convertible để chúng ta có thể sử dụng ở nhiều cái tư thế khác nhau. 1040 trong cái tên gọi của nó thể hiện cái kích cỡ của máy, thì nó là máy 14 inch. Trong khi đó thì vẫn có cái phiên bản 1030 tức là 13.3 inch đó, và G7 tức là thế hệ thứ 7. Mình đã từng trên tay cái phiên bản G6, và bây giờ khi mình cầm cái phiên bản G7 này thì mình thấy có rất là nhiều những cái thay đổi về thiết kế. Thì đầu tiên về cái chất liệu tạo thì anh em biết rồi, thì cái dòng EliteBook là cái dòng máy có cái thiết kế vỏ bằng nhôm, và bề mặt này là hay được xử lý dạng anodize, nó sần và nó cho cái cảm giác tiếp xúc rất là tốt, rất là mịn màng. Ở giữa đây là cái logo mới của HP, thì HP sử dụng cái logo mới này trên những cái dòng sản phẩm cao cấp đó. Còn những cái dòng thấp hơn chẳng hạn như là dòng ProBook hay là dòng thấp hơn nữa thì nó vẫn là dùng cái logo thường đó, logo mạ chrome rất là đẹp. Và cái điểm mà khác biệt chính cũng như là giúp anh em có thể phân biệt được so với giữa cái dòng G7 này so với cái dòng G6 đó là cái gáy của cái máy này, tức là cái cạnh sau. Thì nếu như mà anh em đã từng cầm qua những cái chiếc EliteBook những cái năm về trước thì anh thấy là cái kiểu thiết kế nó vẫn hơi tròn, những cái cạnh này bo tròn xuống. Thì trên cái dòng G7 này thì HP đã áp dụng cái kiểu thiết kế cắt phẳng, nó tương tự như là kiểu thiết kế trên những cái dòng NV hay là những cái dòng ZBook. Từ đó nó khiến cho cái máy trông nó cứng cáp và rất là nhiều. Ở cái cạnh sau này HP đã cắt xéo, cắt phẳng luôn, tạo hình giống như là những đường cắt của một viên kim cương, và từ đó nó khiến cho cái máy trông nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Kiểu hoàn thiện phay xước và nó khác biệt hoàn toàn so với cái mặt lắp này luôn. Chữ EliteBook được khắc trên một cái mặt phẳng nhìn rất là nổi. Nhìn kỹ hơn cái đảng nhiệt này thì nó được làm rất là chi tiết, rất tỉ mỉ, rất là máy móc đẹp. Cái dòng máy cái màn hình xoay 360 độ thì nó sẽ có bản lề kép, và cái phần bản lề này cũng phải được thiết kế lại để cho nó phù hợp với cái kiểu cắt của cái bề mặt này hơn. Đó, nhìn chung về tổng thể thì cái chiếc EliteBook bây giờ nó vuông vức và cứng cáp hơn rất là nhiều, và nó gợi nhớ cho mình nhớ về những cái chiếc EliteBook thời năm khoảng 20 mấy, tức là 8560 tới 70p, ở cái tầm giá lên tới gần 50 triệu, thiết kế cao cấp và là nền tảng của Intel nữa. Thành ra những chiếc máy này nó có hai cổng Thunderbolt 3. Dĩ nhiên những cổng Thunderbolt 3 này cũng hỗ trợ những cái tính năng của USB về tốc độ cũng như là trình suất DisplayPort, kim luôn cả cổng sạc luôn, đi kèm với một cục sạc 65W, có phần dây nó được bện bằng vải rất là đẹp. Đó, chúng ta vẫn có cổng HDMI để trình xuất, có hai cổng USB chuẩn A, một cổng ở đây, một cổng ở đây, đối xứng với nhau, 5GB thông thường, và có hỗ trợ tính năng sạc dành cho những cái thiết bị di động khi mà chúng ta đóng máy lại. Với cạnh trái này chúng ta một cái jack âm thanh khóa Kensington. Những kết nối trên chiếc máy này nó vừa có mới vừa có cũ, và kích thước thì cũng rất là tiêu chuẩn và nó đủ để đáp ứng cái nhu cầu của một người làm trong cái môi trường doanh nghiệp. Mặt đáy này thì là một miếng nhựa, mình thấy cái việc mở ra cũng không khó lắm bởi vì nó có khoảng 6 ốc. Và HP vẫn thiết kế những cái chiếc máy doanh nghiệp dễ mở ra để mà có thể nâng cấp cũng như bảo trì. Đây là những cái lỗ dành cho hệ thống tản nhiệt với hai quạt bên trong và hai cái loa hướng về phía trước người dùng. EliteBook X360 10040G7 thì nó đạt được cái chuẩn MinSTD 810H, nó trải qua 19 cái bài test về độ bền. Chiếc máy này có trọng lượng khoảng 1.3 kg và cái độ mỏng 16 ly ở cái điểm mỏng nhất, cái bản lề 360 độ thì nó sẽ cho cái góc mở từ trước ra sau để mà có thể sử dụng ở nhiều chế độ khác nhau. Thì bình thường chúng ta vẫn có thể sử dụng như một chiếc máy laptop thông thường vỏ sò truyền thống, và sau đó thì chúng ta có thể dùng ở những cái chế độ túp lều như thế này. Thì đây là một chế độ mình thấy đang ngày càng được chuộng, bởi vì có những lần mà mình lên máy bay đi những cái chuyến công tác nước ngoài, mình thấy là những cái người nước ngoài á, người ta sử dụng cái chế độ này khi mà ta để cái máy lên trên cái bàn ăn của máy bay, thì một không gian nó không quá lớn và nó đủ vững chãi để chúng ta có thể xem những cái bộ phim. Như này thì vẫn chiếm dụng không gian nhiều hơn so với chế độ túp lều. Và cuối cùng là cái chế độ tablet, và chúng ta có thể sử dụng nó như một chiếc tablet để trên đùi đọc, chứ còn cầm như này thì nó khá là nặng. Đây là cái keybook HP Pen rechargeable, tức là có thể sạc lại được. Nó có một cái cổng sạc bằng USB-C ở trên đỉnh của cái bút, là dùng pin tích hợp, nó có thể sạc bằng sợi cáp USB-C, bây giờ đã rất phổ biến rồi. Nó có hai nút chức năng và cái đầu bút. HP có cho những cái đầu bút thay thế trong trường hợp mà nó bị hỏng hay nó bị mòn. Cái bút này cũng hỗ trợ tới 4096 cấp độ lực, thành ra chúng ta có thể vẽ nét thanh, nét đậm cũng như là thao tác nó thoải mái,
với những cái đường nét nó đạt cái độ chi tiết cao khi mà ta vẽ trên bằng cái máy này. Trước mặt em đây là một cái màn hình 14 inch viền mỏng hai bên, viền trên thì nó vẫn khá là dày, hai bên này khoảng 4.5mm, còn trên là 7mm để mà chứa được những cái webcam, cái cảm biến hồng ngoại và những cái mic. Thì cái chiếc máy này cũng hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt Windows Hello để mà đăng nhập máy. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt nhất trên cái màn hình này đó là cái công nghệ gọi là True View. Thì về cơ bản chúng ta sẽ có một cái nút bấm ở trên cái bàn phím như thế này, và khi chúng ta bấm thì nó sẽ kích hoạt một cái lớp để mà chống nhìn trộm. Thì công nghệ này thì được HP hợp tác với lại Balmer, một cái hãng làm khẩu trang mà anh em biết bây giờ đó, và từ đó khiến cho cái máy này nó tăng cường cái tính bảo mật về vật lý luôn. Tức là nó, anh em làm việc những cái số liệu này đó nó quan trọng thì không muốn ai nhìn trộm, không muốn ai sao chép nó, thì nên phải bấm cái tính năng True View này vào. Tấm nền IPS trên cái màn hình này cũng cho góc nhìn không quá rộng bởi vì nó bị ảnh hưởng một phần bởi cái tính năng True View này rồi. Về màu sắc, về khả năng hiển thị thì nó vẫn tốt khi mà chúng ta sử dụng ở cái góc nhìn tiêu chuẩn. Thì HP có nhiều cái tùy chọn màn hình cho chiếc máy này, bên cạnh cái tùy chọn là Full HD, True View với công nghệ chống nhìn trộm này, cũng như là cảm ứng thì cũng có một số cái tùy chọn như là 4K cảm ứng. Mình không biết là anh em sử dụng những cái chiếc laptop có màn hình xoay cảm ứng như thế nào, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thường dùng chế độ đó khi chúng ta đọc tin tức và khi mình muốn ghi chú nhanh qua OneNote chẳng hạn thì nó sẽ rất là lợi. Còn đa phần thời gian chúng ta vẫn phải sử dụng với bàn phím và bàn rê, thì trên cái EliteBook X360/1040G7 này thì cả hai thứ đó đều rất là tuyệt vời, và mình nghĩ rằng nếu mà anh em có cơ hội gõ thử, trải nghiệm thử thì anh em rất thích cái bàn phím này cũng như cái bàn rê này. Cái bàn phím trên những cái dòng laptop 14 inch của HP đã được sử dụng một cái layout mới, nó không còn quá nhiều nút nữa và những cái nút vẫn được làm với kích thước lớn. Khi mà mình mới đặt tay mà mình gõ trên cái bàn phím này thì mình cảm thấy là nó có một cái cảm giác gõ rất là tốt, và tốt đến mức ngạc nhiên, bởi vì thường thường cái cảm giác gõ phím trên những cái dòng máy mà mỏng thì nó sẽ không đã tay, bởi vì cái hành trình nó sẽ bị rút ngắn đi. Còn bây giờ máy mỏng và cái hành trình nó vẫn sâu, cái độ nảy nó vẫn cao, và trong khi đó nó lại có một cái lớp giống như là cái lớp để mà giảm tiếng ồn vậy, thành ra nó khiến cho cái cảm giác gõ nó tự tự như là phím cơ vậy. Thật sự nó dạng phím cơ low profile thì anh em sẽ có cảm giác tương tự như vậy. Thêm vào đó thì cái bàn phím này nó cũng có tính năng chống tràn, để mà lỡ mà anh em có đổ nước vào thì nó sẽ không có để lọt nước xuống những cái linh kiện ở bên dưới. Trên cái hàng phím F ở trên cùng này thì chúng ta sẽ có thêm một số cái phím rất cần thiết trong cái môi trường business, bật tắt cái webcam. Thì nó có một cái lớp màng vật lý nó che webcam này luôn, chứ nó không phải là kiểu gọi là ngắt điện để webcam thôi. Đó, một cái cửa chập đóng mở. Bên cạnh cái nút mà bật tắt cái webcam thì chúng ta sẽ có một cái nút gọi là shortcut, tức là chúng ta sẽ có thể gán những cái tính năng mở nhanh những cái phần mềm nào đó với cái nút này. Và nó không chỉ là nhấn một nút như thế này thôi, mà chúng ta có thể dùng với những cái tổ hợp để có thể gán thêm nhiều thứ khác nữa vào cái nút shortcut này. Nút Airplane Mode, trong một số cái môi trường, trong một số cái điều kiện người ta vẫn cần phải nhấn cái nút đó để tắt hết những cái kết nối, và những cái nút còn lại đều rất tiêu chuẩn và sử dụng được. Thì mình thấy là cái bàn phím trên cái dòng EliteBook đời này nó không còn gọi là nhiều cái nút thừa như là đời trước, và nó cho cái trải nghiệm gõ nó thích hơn rất nhiều. Cái bàn rê cũng được nâng cấp với cái bàn rê ClickPad, và cũng có một cái lớp chống ồn. Thì khi mà chúng ta nhấn xuống nghe cái tiếng nó mềm mại, nó vừa phải, và nó không có nghe cái tiếng lập cập cập khó chịu trên những cái chiếc laptop thông thường. Thêm vào đó thì cái bề mặt bàn rê này được phủ một cái lớp kính khá là dày và nó được xử lý rất là mượt. Anh em cứ sờ sờ như thế này cảm thấy rất thích tay đó. Nếu mà mới nhìn qua thì anh em sẽ không thấy cảm biến bàn tay ở đâu, thì mình chia sẻ luôn cảm biến bàn tay của nó là một cái nút cứng nằm trên bàn phím này. Đây là cảm biến bàn tay. Và khi chúng ta muốn đăng nhập máy, chúng ta chỉ việc để cái bàn tay là cái nút này, hoặc chúng ta nhấn xuống luôn cũng được. Thường thường thì những cái máy bình thường người ta sẽ khoét một cái lỗ, người ta để cái cảm biến bàn tay. Đây tích hợp trên bàn phím khá hay. Hai bàn phím là hai cái dải loa dùng công nghệ của B&O, và mình cũng ngạc nhiên với lại cái chất lượng âm thanh của nó. Thật sự thì nó được tinh chỉnh với cái buồn âm lớn và cái âm lượng ra lớn, có cái độ ấm của âm thanh đó, và cái dải mic rất là rõ để mà có thể nghe được hội thoại đó. Thành ra cái loa này không chỉ là dùng tốt cho chuyện mà hội họp, mà nó còn tốt trong cái chuyện giải trí nữa. Sơ qua về cái màn hình rồi trải nghiệm bằng phím bằng rê và cả âm thanh nữa, thì cái bản như này đang thể hiện nó xứng đáng với lại cái mức giá ở tầm 50 triệu. Nó cũng đang cho chúng ta một cái khái niệm, một suy nghĩ khác về cái chuyện là những cái chiếc laptop dành cho doanh nghiệp nó không chỉ là cục mịch đáp ứng thuần doanh nghiệp, mà nó còn đáp ứng tốt cho cái chuyện giải trí nữa. Như em biết rồi, với cái dòng MacBook thì HP thường cung cấp rất là nhiều cái option để mà chúng ta có thể tùy biến và theo cái mức giá. Thì với những cái doanh nghiệp thì người ta sẽ có thể chọn những cái hình thấp để trang bị hàng loạt, hoặc có thể chọn cấu hình cao dành cho một số cái đơn vị nhất định. Thì với cái phiên bản mình đang cầm trên tay đây thì nó có hình cũng khá là tốt. Chúng ta sẽ có con coi 7 10710U 6x12 luôn, con OLED U có cái xung tối đa là 4G7, thông thường thì khoảng 1G mấy base.
Thì với cái con CPU như thế này thì chúng ta có thể đảm bảo có được một trải nghiệm làm việc đa nhiệm tốt, bởi vì nó có tới 6 nhân và xung nhịp nó cũng khá là cao. Thêm vào đó thì chiếc máy có sẵn 16GB RAM, thì lưu ý một điều rằng là RAM trên chiếc máy này là RAM hàng chết trên bo, tức là không thể nâng cấp được. Thành ra là khi mà chúng ta mua hay là khi mà các doanh nghiệp người ta chọn thì người ta sẽ chọn sẵn luôn cái dung lượng RAM 8GB, 16GB hoặc là tối đa 32GB, loại RAM DDR4-2933 đó, nó phù hợp tương ứng với lại cái con CPU này. Dòng máy này thì không bao giờ có GPU rồi, nó chỉ dùng cái giải pháp Intel HD Graphics tích hợp thôi. Hơi tiếc tí khi mà HP vẫn chưa trang bị cái dòng Ice Lake cho cái dòng máy này, bởi vì giống Ice Lake thì nó sẽ có GPU tốt hơn. Nếu mà anh em muốn xài với đồ họa thì anh em có thể khai thác những cái dock eGPU gắn ngoài qua cổng Thunderbolt 3. Hai chiếc máy này có hai cổng. Nhưng mà là một cái dòng máy như thế này thì nó sẽ thiên hướng tới những cái người làm quản lý và những người gọi là cần làm việc với bản tính, với số liệu nhiều hơn. Cái màn hình mà đã đi với cái tùy chọn SuView này thì nó sẽ không tối ưu cho chuyện đồ họa. Về SSD thì chiếc máy này cũng có rất là nhiều những cái tùy chọn SSD, từ 128GB với dung lượng nhỏ nhất cho tới 2TB. Và cái phiên bản SSD trên chiếc máy này là 512GB, dòng Intel H10. Đây là một cái dạng SSD kết hợp giữa cái 32GB bộ nhớ Intel Optane cộng với 512GB QLC NAND, thì nó sẽ cho cái tốc độ cũng khá là tốt. Tốc độ đọc tuần tự khoảng là 1400 MB/s, tốc độ ghi tuần tự khoảng 973 MB/s. Thực tế đây chính là cái tốc độ đọc ghi của cái bộ nhớ QLC. Còn cái phần đệm Optane Memory thì nó sẽ rất nhanh hơn rất là nhiều. Nhưng mà những cái phần mềm thế này thì nó sẽ không đo được cái bộ đệm Optane. Và với cái thế hệ Intel Core i thế hệ thứ 10 này thì chiếc máy này cũng được trang bị Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0. Đó, có NFC để mà có thể kết nối nhanh. Cục pin trên chiếc máy này có cái dung lượng tính ra là lớn đối với một chiếc máy cỡ nhỏ thế này. Nó là một cục pin 4 cell có dung lượng tới 78.5 Wh. Với cái dung lượng pin này thì HP mong muốn là mang lại cái thời lượng pin có thể đáp ứng đủ một ngày làm việc khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên thì nó cũng tùy vào cái cường độ sử dụng máy cũng như là cái thiết lập. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể sạc nhanh dụng pin này được, thì cái cổng sạc USB-C này nó cũng hỗ trợ cái tính năng sạc nhanh fast charge với 50% pin trong vòng 30 phút nó không sử dụng máy, cũng khá là ổn. Và dĩ nhiên là một cái chiếc máy dành cho khối doanh nghiệp, thành ra là cái EliteBook X360-1040G7 này nó cũng được trang bị những cái tính năng để ứng cho cái nhu cầu triển khai hàng loạt của cái hệ thống IT của doanh nghiệp, cũng như là những tính năng bảo mật với chẳng hạn như là chip TPM 2.0 hay là những công nghệ như là SureClick, SureStart, SureRun để mà bảo mật từ cái phần BIOS của FI. Cái mà thứ hay nhất mà nếu mà anh em sử dụng trên những cái dòng EliteBook đó là cái gói phần mềm Client Security, và nó có rất là nhiều thiết lập trong đó. Anh em có thể nghịch ngợm, anh em có thể nghiên cứu về nó để mà có thể tăng cái tính bảo mật cho chiếc thiết bị của mình. Những cái chiếc EliteBook của HP thì gần đây cũng đã đạt được những cái tiêu chuẩn về TCO, tức là những tiêu chuẩn về cái tính bền vững của môi trường đó, sử dụng những cái vật liệu tái chế cũng như là tiết kiệm pin theo cái chuẩn Energy Star. Thì với những doanh nghiệp lớn thì người ta sẽ có thể quan tâm đến những yếu tố đó. Ngoài cái chiếc máy thì mình cũng mượn được một số cái phụ kiện với cái chiếc máy này, thì mình không biết là những cái món này có được bán kèm hay không. Chẳng hạn như cái bút HP Pen thì mình nghĩ sẽ đi kèm máy. Còn cái dock này thì mình thấy là một cái dock cũng làm rất là đẹp, dock USB-C, và nó hỗ trợ trình xuất ra những cái cổng mà thường thấy trong cái môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là cổng Vega dành cho những cái chiếc máy chiếu đời cũ, thêm cổng LAN và một số những cái cổng USB mở rộng khác. Sợi cáp này cũng được bện bằng vải bên ngoài, rất là xịn. Và như vậy là mình đã giới thiệu nhanh cho anh em về cái chiếc EliteBook X360-1040G7. Nên đây là một cái chiếc máy cho doanh nghiệp, nhưng mà thiết kế của nó cũng như là kiểu hoàn thiện và những tính năng của nó rất là tuyệt vời. Thì mình có kiểm tra trên cái trang của bên DigiWorld, đó là cái đơn vị phân phối cái chiếc máy này, thì người ta bán với mức giá là 48.990.000. GoCoi 7 6 nhân 16GB RAM SSD 512GB cũng như là màn hình cảm ứng SureView. Thì mình nghĩ mức giá này cũng phù hợp hơn đối với một cái chiếc máy cao cấp như thế này, có chế độ bảo hành premium đó là 3 năm. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng, và dĩ nhiên trong cái môi trường doanh nghiệp thì cái yếu tố về độ bền cũng như là chế độ bảo hành hỗ trợ tốt vẫn là được ưu tiên hàng đầu. Anh em nghĩ sao về cái chiếc EliteBook X360-1040G7 này thì comment trong video ha. Còn mình là Khoa Đình, để tự đến với anh và hẹn lại anh em trong những video mới.